tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài giờ học của công ty Tăng Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn với bạn Bùi Đức Viên, một tân du học sinh Malaysia. Và chúng ta cùng trò chuyện với Viên để tìm hiểu là lý do tại sao Viên lại chọn Malaysia làm điểm đến để du học nhé. À, chị chào Viên. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét và bản thân em. Mình tên là Bùi Đức Viên, mình đang học ở trường Trung học phổ thông Văn Lang, Hạ Long, Quảng Ninh. Sở thích của mình là xem bóng đá và chơi các môn thể thao như bóng đá hoặc là cầu lông. Em biết hiểu là em đến từ Quảng Ninh. Vậy tại sao mình lại không chọn những công ty phía ngoài đó, mình làm hồ sơ mình lại chọn Tân Đại Dương đi ha? Trước kia thì em có xem một số công ty và tìm hiểu một số trang web ở trên web, nhưng mà em thấy công ty Tân Đại Dương đã có rất nhiều bạn tin tưởng và tư vấn du học ở đây là rất thành công, nên là em chọn công ty Tân Đại Dương làm hồ sơ cho mình du học. Lý do tại sao mình lại chọn Malaysia làm điểm đến để du học? Thứ nhất là Malaysia thì gần với Việt Nam. Thứ hai là văn hóa tương đồng với Việt Nam, nên là chọn Malaysia. Qua bên đó thì mình sẽ học chuyên ngành gì và trường gì bên đó? Em học chuyên ngành business, và trước hết là em học tiếng Anh chuyên sâu internship business. Sau đấy nếu mà có cơ hội thì em sẽ tham gia apply một trường đại học khác và cao cái khả năng học tập của mình. Trước tiên là em học Swinburne, sau đấy thì em thì tiếng Anh sẽ chuyển sang Monash University. Ở trường Swinburne thì có một hàng năm thì có 4.000 học sinh học trường quốc tế, học sinh quốc tế đến từ 61 quốc gia. Trường đấy thì nằm ở thành phố Kuching, đảo Sarawak của Malaysia, nó là thủ phủ của đảo Sarawak. Gia đình em là làm về du lịch và các cái nghề kinh tế, nên là em theo học business để sau có cơ hội đi làm cho gia đình. Cái dự định tương lai của mình là sau khi học xong thì mình sẽ trở về làm cho công ty gia đình. Cái cảm nhận của Viên khi làm hồ sơ về Tân Đại Dương là như thế nào em? Cảm nhận của em thì lúc đầu mới tìm hiểu, sau đấy thì gọi điện gặp chị Diễm Thúy đã tư vấn các thủ tục cho em. Hồ sơ làm khi làm hồ sơ ở đây thì em thấy là các chuyên viên tư vấn thì rất là nhiệt tình và có kinh nghiệm tư vấn. Bây giờ thì có visa rồi thì em quay lại công ty Đại Dương và tiếp tục làm những thủ tục còn lại khi sang trường đó. Mà khi mà sang trường nếu mà cần hỗ trợ những thủ tục gì thì em cứ liên hệ với chị Thúy, thì chị Thúy sẽ hỗ trợ em trong suốt cái thời gian học tại Malaysia ha. Như là muốn chuyển trường hay là cần hỗ trợ gì thêm về chỗ ở hay là gì đó. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của bạn Viên về cái quá trình làm hồ sơ du học Malaysia của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.